Xin chào khán giả của báo Ngôi Sao .net. Hôm nay thì báo Ngôi Sao ghé thăm nhà của Phương Hằng với anh Tâm. Nói chung là không gian của mình gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Bây giờ mời mọi người vào trong tham quan nha. Nhà của Phương Hằng với anh Tâm á, thì ở quận Bình Thạnh. Nói chung là ở đây thì nói chung là mình cũng tiện để đi đến những cái nơi mà mình diễn, không xa quá mà cũng không phải là gần quá. Và đặc biệt là xung quanh nhà của Hằng có rất là nhiều quán ăn luôn, đúng với sở thích của mình. Cả hai vợ chồng Phương Hằng và anh Tâm á, đều làm nghệ thuật, nhưng mà anh Tâm lại là ca sĩ, Hằng là diễn viên. Thì đôi khi cái thời gian làm việc đó nó bị trái ngược với nhau, tại vì mình không phải là làm văn phòng, không có cái giờ giấc cố định. Thì anh Tâm giống như là Nguyệt nói một câu rất là vui là nhiều khi chồng về nhà, chồng muốn xem tivi, muốn hay ngồi ăn một cái gì đó mà vợ ở trong phòng ngủ, tại vì cả một ngày dài đi quay nắng nôi rất là mệt rồi. Nên lúc đó anh Tâm quyết định là làm một cái gian gọi là sofa, có cái bàn ăn nhỏ nhỏ trong phòng để nhiều khi vợ có thể nằm trên giường coi điện thoại hay là nằm ngủ, thì chồng có thể vừa đây ngồi đây ăn uống nhẹ nhẹ rồi coi tivi rồi ngắm vợ ngủ. Nói chung là Hằng thích cái ý tưởng này, quan tâm rất là nhiều. Ở đây là gọi là một cái góc bàn nhỏ để anh Tâm trang trí những cái vật mà anh Tâm thích, cũng như là những cái gọi là đây mình kể cho mọi người nghe. Những cái cục vàng này thì mình cũng gọi là thỉnh về để gọi là may mắn, hy vọng là nhà sẽ có được nhiều vàng. Nhưng mà tính ra vẫn trưng rất là đẹp. Rồi đây là cái thùng này là Hằng nói yên tâm á, khi mà mình thỉnh về là mình sẽ bỏ tiền vào, cứ hy vọng là mình sẽ cứ liên tục bỏ tiền vào, và đặc biệt là nó cứ đầy thùng nên là mình thích rồi. Còn đây là khu vực di chuyển ra phòng khách. Trên cái bức tường di chuyển ra phòng khách thì sẽ có những cái tấm hình nhỏ về bộ hình cưới của Hằng với anh Tâm. Mùa này thì Hằng với anh Tâm chụp ở bên Singapore lúc mà mới vừa chuẩn bị đám cưới, là bộ hình cuối cùng mà chụp sau cưới. Còn đây là góc bàn thờ Phật, để mỗi ngày Hằng với anh Tâm có thể gọi là thắp nhang, cầu những cái điều may mắn trong công việc, trong sức khỏe cũng như là trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là có hai cái bức hình rất là đẹp, một bên là Phật Thích Ca, một bên là Mẹ Quan Âm. Hai bức hình này á, là khi mà Hằng với anh Tâm diễn ở những cái chùa thì cái thầy Quan Thị tặng cho, và nói chung là mình rất là thích luôn, mình nhìn nó lắm, nó bán gì nó hay lắm. À còn cái này hay lắm, đây là một cái bức tranh do chính bác Năm của Hằng tự suy nghĩ ra hai cái câu thơ này rồi tự viết, sau đó đóng khung và để tặng cho Hằng vào ngày cưới. Công Tâm hát khúc tìm người vọng, Phương Hằng thoại diễn gặp tình quân. Còn đây là một không gian mà phải nói là rất là nhục nhã khi mà giới thiệu, tại vì nó gọi là nó hơi gọi đơn giản, chứ đúng ra thực sự nhà mà gọi là có phụ nữ á, thì cái không gian bếp phải đặt cái nơi hoành tráng nhất. Nhưng mà thú thật với mọi người, như mọi người đã biết Hằng rồi, là tại vì nhiều khi công việc của mình làm nghệ thuật á, mình không có ở nhà nhiều, và khi mà mình về nhà mình cũng mệt hết rồi, mà mình cũng không có thời gian đi nấu ăn nhiều, và mình cũng nấu mà gọi là hơi dở tí xíu. Giới thiệu với mọi người ở một cái chỗ mà gọi là Hằng rất là bức xúc, bức tường sau lưng mình. Cái ngày đầu tiên mà khi mà cái năm đầu tiên chứ mới quen nhau thì nhìn ảnh Hằng cái này mình cảm thấy rất là xúc động, bởi vì thật ra để mà một người đàn ông á mà đi kiếm những cái này mua thì nó không có khó, nhưng mà để mà về nhà dán tỉ mỉ từng chữ, nè dán từng chữ nha, chứ không phải là mùi khối gì nữa đâu, dán từng chữ mà phải căng đâu cho nó đều như thế này, mình rất là xúc động luôn. Nhưng đó là năm đầu tiên khi hai đứa quen nhau, và trải qua ba năm mấy từ quen nhau tới cưới nhau thì mỗi năm ảnh chỉ thay đổi một cái số cuối cùng là số này thôi, đó cái số 8. Khi lúc quen nhau là 2016 là số 6, sau đó đổi số 6 rồi đổi số 7, rồi bây giờ là số 8, năm sau là số 9 nè. Nhưng mà có tới năm sau nữa thì phải là 2020 thì cực hơn tí xíu, đó là cái gọi là cái là có ý đồ từ đầu. Rồi bên cạnh đó ở dưới đây là cái loa với cái micro này là đồ hành nghề của anh Tâm. Nó hành nghề cho vui vậy thôi chứ thật ra là đâu có đem đi diễn được. Cái này là mỗi lần ở nhà thì có mình mở lên đó, cho anh Tâm tập hát đó, thì cái loa này gọi là kiếm khá là cực à. Tôi là loa, người ta hay nói là loa kẹo kéo, nhưng mà nó âm thanh của cái loa này rất là hay, bởi vì anh Tâm gọi là kiếm rất là nhiều nơi rồi mới tìm được cái loa âm ý như cái này. Hằng hay nói giỡn là sau này về già thì cứ đem ra ngay ngã tư đứng hát phục vụ bà con. Hay lắm nha, mỗi lần nhà có tiền thì cái loa này gọi là không thể thiếu được luôn á. Nặng lắm mọi người. Hay giống như Hằng đã nói là gốc là anh Tâm thiết kế, Hằng cũng rất là thích, tại vì anh Tâm có cái gu thẩm mỹ rất là hay. Gốc gọi là nỗi kinh hoàng của Phương Hằng đó chính là đây, cái máy tập thể dục này. Bởi vì giống như mọi người đã biết là Phương Hằng hồi xưa rất là tròn và đã giảm được 15kg trong vòng thời gian rất là ngắn, là chỉ hơn 2 tháng thôi. Và mỗi ngày, nhưng mà thời gian đó là anh, nhưng mà tập
ở ngoài cho nó vui, nhưng mà mình vì lý do công việc là thời gian, rồi lâu lâu mình làm biến mình vì lý do là nắng quá này mình không đi. Thế là anh Tâm đã mua cái máy này về nhà để bắt mình chạy bộ tại nhà, là mình không còn lý do gì để gì nữa. À, còn bây giờ gọi là gốc trốn mỗi khi mẹ la của anh Tâm ngày xưa nó chỉ thôi, chứ thật ra cho đây là một cái sân thượng có thể ngắm được toàn view thành phố luôn. Nhưng mà đặc biệt là Hằng rất là sợ chỗ này, tại vì Hằng sợ độ cao nha, phải leo lên đây nè. Nhưng mà bây giờ thì gọi là cố gắng để dẫn mọi người lên xem nha. Đó, mọi người thấy không, khi mà mình leo lên tới sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố rất là đẹp. Buổi tối còn đẹp hơn nữa, bởi vì những cái tòa nhà bắt đầu lên đèn á, rồi nhìn bao la bao quát rất là đẹp luôn. Cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra để theo dõi ghé thăm nơi sống không gian nhà của Phương Hằng và anh Tâm. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những chuyên mục khác của Ngôi Sao Chấm Nét nha. Bye bye.